Cây kim tiền sẽ phát lộc, hút tiền bạc nếu rơi vào tay năm con giáp này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc bình an đến toàn thể quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị thân mến, nếu quý vị là những người chơi và sưu tầm cây cảnh thì chắc chắn phải xem hết video này. Còn nếu quý vị là những người mà chưa bao giờ tìm hiểu về cây cảnh thì cũng không nên bỏ qua video này. Bởi ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích về cây kim tiền, loại cây đặc biệt sẽ giúp quý vị chiêu tài hút lộc vào nhà. Cho những ai chưa biết về cây kim tiền phong thủy là gì thì đây là loại cây bụi có lá xanh, hình dáng mập từ gốc đến thân. Loại cây kim tiền rất dễ sinh trưởng, không cần phải có ánh sáng mạnh mà vẫn có thể phát triển tươi tốt. Trồng cây kim tiền trong nhà hoặc là nơi làm việc sẽ mang lại cái sự may mắn về tiền bạc, tài lộc và cái sự thành công cho gia chủ. Bởi lẽ đó mà người ta trồng cây kim tiền ở trong nhà. Hơn thế nữa, loài cây này cũng không cần phải tưới nước nhiều để sinh sống. Do đó, nó có thể được trồng ở nhiều cái môi trường khắc nghiệt khác nhau, kể cả những nơi khô hạn. Ở khía cạnh khoa học ấy, thì cây kim tiền đâm chồi nảy lộc có thể giúp cho con người thanh lọc không khí. Nó còn được đánh giá rằng giúp cho môi trường trong sạch gấp 3 lần. Cây kim tiền cũng có thể loại bỏ các loại khí độc, cụ thể là khí benzen, ethylen hoặc là carbon dioxide, xylen, toluen, giúp con người có được cái sức khỏe tốt hơn. Khi xét về khía cạnh phong thủy thì khi nhắc đến tên của cây kim tiền, nó cũng đã thể hiện được cái ý nghĩa của bản thân nó. Cây kim tiền mang đến cho gia chủ về tài lộc, may mắn, tiền bạc, phú quý, giàu sang, sung túc và thịnh vượng. Từ kim có nghĩa là phát tài, tiền có nghĩa là giàu sang phú quý. Cây kim tiền ra hoa nó đại diện cho vận may của gia chủ ngày càng được phát tài phát lộc. Đấy, may mắn thì ngày càng nhiều. Người ta thường treo thêm trên cây kim tiền những chiếc nơ màu đỏ hoặc là những cái dây đồng tiền vàng, tượng trưng cho gì? Hỏa kim. Việc trang trí nhằm tăng thêm cái vượng khí cho cây và giúp chỗ cây hội tụ đủ các yếu tố trong ngũ hành. Trong phong thủy, cây kim tiền nó mang hành mộc, nơi cây sống và phát triển là đất, nó mang hành thổ, và nước tưới cho cây để cho cây phát triển ấy, thì nó mang hành thủy. Thưa quý vị, đúng với cái tên gọi của mình, cây kim tiền thể hiện cho cái sự giàu sang, vinh hoa phú quý. Bởi lẽ đó, nó có ý nghĩa phong thủy mang lại cho gia chủ tiền bạc, sự thịnh vượng và sự bình an và may mắn. Một số người cho rằng cây kim tiền còn là cái nguồn động lực lớn cho con người khi mà họ rơi vào cái bế tắc. Như đã biết ý, thì cây này có thể sống ở mọi nơi, mọi môi trường khí hậu khắc nghiệt. Điều này cho thấy nó có một ý chí rất mạnh mẽ và kiên cường. Khi nhìn vào cây trong một khoảnh khắc nào đó, con người sẽ có cảm giác như được thì cổ vũ, được tiếp thêm cái nguồn động lực mạnh mẽ. Cái sự phát triển vững vàng của cây kim tiền trong mọi điều kiện ý, cũng sẽ tiếp thêm cho gia chủ cái nguồn động lực, cái nguồn sức mạnh vô cùng là mạnh mẽ, giúp họ đương đầu với mọi khó khăn, mọi thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt hơn là khi cây kim tiền nó nở hoa ấy, thì chính là cái dấu hiệu của sự may mắn đã đến. Hoa của loài cây này có màu trắng tinh khiết, giúp cho gia chủ có được cuộc sống bình an. Đây là cái lý do mà người ta ưa chuộng cái cây kim tiền về mặt phong thủy. Ai cũng biết rằng cây kim tiền có được lợi ích vô cùng lớn lao về cái mặt phong thủy. Thế nhưng lại không có nhiều người biết được cái cây kim tiền ấy và làm thế nào để vượng phong thủy tối đa khi mà trồng cây kim tiền. Giải đáp cây kim tiền là hợp với mệnh gì thì đây là loại cây hợp với tất cả các mệnh trong ngũ hành. Tuy nhiên thì để có được cái vượng khí tốt nhất, ta nên thay đổi cách bài trí phong thủy phù hợp với từng cung mệnh. Dưới đây là những lưu ý về cây kim tiền đối với sự khác nhau ở bản mệnh ngũ hành. Với những người mệnh mộc thì cây kim tiền nó thuộc hành mộc. Vì vậy ai mà mang trong mình cái hành mộc ấy sẽ phù hợp với cái loại cây may mắn này. Thì có thể xem cây kết hợp với cây sẽ tạo ra khu rừng rộng lớn, phát triển mạnh mẽ và dồi dào. Thứ hai là những người mệnh hỏa. Trong ngũ hành tương sinh ý, thì hành mộc sinh hỏa, mộc càng nhiều thì hỏa sẽ càng lớn. Vì vậy cái cây phát tài, cây kim tiền ấy, cũng sẽ được đem lại cái sự bình an, sự thuận lợi cho những ai mà mang mệnh hỏa. Thứ ba là những người mệnh thổ. Dù không quá phù hợp nhưng mà cái cây kim tiền nó cũng để không ảnh hưởng xấu đến những người mang mệnh thổ. Chỉ cần lưu ý treo những cái món đồ có màu sắc bản mệnh lên cái cây ý, như là những cái thỏi vàng hoặc đồng tiền vàng thì sẽ giúp bạn có được thêm nhiều cái thuận lợi trong công việc và có thêm cái tài lộc trong cuộc sống. Tiếp theo là những người mệnh kim, thì gia chủ mệnh kim nên trang bị thêm một vài cái viên sỏi trắng ở dưới gốc cây. Mục đích là để đảm bảo rằng cây sẽ đem lại cái lợi ích tối đa về mặt phong thủy cho những người mệnh kim. Và cuối cùng là những người mệnh thủy, thì cây kim tiền ấy cũng có thêm một cái số dòng khác, người ta gọi là gì? Kim tiền thủy sinh. Loại cây này thì phù hợp với những ai mà mang mệnh kim và mệnh thủy, nó sẽ đem lại cái vượng khí, cái may mắn cho họ. Sau khi tìm hiểu rõ về loại cây kim tiền này thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cây kim tiền thì hợp với tuổi nào và những tuổi nào ấy thì khi trồng cây kim tiền thì trở nên giàu có, sớm thành tỷ phú nếu mà bày cây kim tiền trong ngôi nhà đúng vị trí này. Thứ nhất là những người tuổi Tý.
thì cây kim tiền mang ý nghĩa là duy trì ổn định về cái mặt tài chính, nên đặc biệt phù hợp với những gia chủ tuổi Tý. Người cầm tinh con chuột thì thường rất là thông minh, tài giỏi, có khả năng kiếm tiền, lập nghiệp bằng chính cái bản lĩnh của mình. Cái thành công đối với những người tuổi Tý mà nói thì không phải là cái điều quá xa xôi. Tuy nhiên, cái nhược điểm của người tuổi Tý là nằm trong cách chi tiêu và quản lý tiền bạc. Họ có thể dễ dàng thu về một khoản tiền lớn, có nhận thức về cái việc tiết kiệm, nhưng mà gì vẫn thường rơi vào cái trạng thái là tiêu xài quá tay. Thì một chậu cây kim tiền sẽ giúp cho họ biết kiềm chế, biết tiết chế được cái bản năng này. Đồng thời nó cũng nhắc nhở họ sử dụng và đầu tư đồng tiền một cách là đúng đắn, thông minh. Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định thì chúng còn có tác dụng là cổ vũ tinh thần, giúp gia chủ đưa ra những quyết định sáng suốt về cái mặt kinh tế và nắm bắt được những cơ hội để phát tài. Hơn nữa, nó còn tạo động lực để họ dũng cảm đối mặt với những khó khăn, những thử thách. Vì vậy, những người tuổi Tý nên đặt một chậu cây kim tiền ở trong nhà hoặc là ở nơi làm việc để luôn gặp được nhiều may mắn và nhiều tài lộc trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thứ hai là những người tuổi Dần. Thì đây là những con giáp chăm chỉ, khôn ngoan nhưng lại gì có nhược điểm là nóng tính, hay bị khắc khẩu với mọi người xung quanh. Nên việc đặt một cây xanh, một cây kim tiền ở nơi làm việc hay là nơi ở sẽ giúp họ giảm đi cái tính nóng nảy, thất thường của mình. Bởi cái màu xanh dịu mát của cây sẽ giúp cho những người tuổi Dần ấy có đầu óc thư giãn hơn, đấy, thoải mái hơn trong tâm trí và ổn định hơn về cái mặt tinh thần. Và khi cái tính khí thất thường được kiểm soát ấy, thì họ sẽ làm việc vô cùng hiệu quả và thu về những cái thành công và tiền bạc vô cùng là lớn lao. Đây là những con giáp cực kỳ mà hợp với lại màu xanh. Nên ngoài việc thêm những cái phụ kiện vào cái bộ trang phục cũng như là phụ kiện hàng ngày thì các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn được gì một cái cây cảnh mang ý nghĩa tốt lành. Trong đó cây kim tiền là một trong những cái cây mà để bổ trợ cho bản mệnh được tốt hơn. Cây kim tiền sẽ mang lại cho những con giáp này cái sự may mắn, sự bình an và tài lộc. Thứ tư là những người tuổi Tỵ. Thì nếu bạn thuộc cái con giáp này thì đừng chần chờ gì nữa mà không mua ngay một cây kim tiền về để bài trí trên bàn làm việc hoặc trang nhà ở. Bởi loài cây này sẽ đem lại cái sự may mắn và tài lộc cho những người tuổi Tỵ và những người thân trong gia đình của mình. Thứ năm là những người tuổi Ngọ. Thì cây kim tiền sẽ cực kỳ và phù hợp với những cái con giáp này, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh. Bởi cây kim tiền sẽ giúp chiêu tài hút lộc, thu về những hợp đồng lớn nhỏ, giúp cho các bạn ấy làm ăn được thuận lợi và tiền bạc thì đầy két. Thưa quý vị, sau khi quý vị đã sở hữu cho mình một cây kim tiền ấy, thì đừng quên cái việc bài trí làm sao cho hợp lý. Vậy thì cái cây kim tiền nó sẽ được đặt ở đâu để thu hút được cái tài lộc và may mắn cho quý vị? Thì xin mời quý vị tiếp tục cùng theo dõi. Cái vị trí đặt cây kim tiền là một trong cái yếu tố vô cùng quan trọng và đáng cân nhắc hàng đầu. Để cây phát triển và sinh trưởng một cách khỏe mạnh thì cần đặt ở những nơi mà có ánh sáng tốt. Đồng thời, nếu muốn nhanh chóng thu hút cái tài lộc cho gia chủ thì nên lựa chọn một cái số cái vị trí đắc địa đảm bảo cái sự hài hòa về mặt phong thủy, như là vị trí tài lộc, vị trí quý nhân, vân vân. Đó. Thứ nhất là đặt ở những cái nơi văn phòng công sở. Thì cây kim tiền thường rất được nhiều cái giới dân văn phòng ưa chuộng và mong muốn. Khi trồng cây họ hy vọng là sẽ thăng tiến trong cái sự nghiệp. Và cái bàn làm việc ấy chính là cái vị trí phù hợp nhất với những cái cá nhân mà muốn trồng cây kim tiền. Cây kim tiền sẽ giúp cho bạn có động lực để phát triển, nắm bắt được những cơ hội tốt cũng như là gặt hái được những cái thành công nhất định trong công việc. Đối với những người làm chủ doanh nghiệp hay là những người quản lý, lãnh đạo cấp cao thì một chậu cây kim tiền cỡ đại đặt ở sảnh hoặc là đặt ở đại sảnh sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Cái vị trí này vừa giúp cho cây kim tiền đủ ánh sáng để quang hợp, lại vừa giúp kích thích cái cung tài lộc. Đấy, nó có tác dụng thu hút cái vận khí tốt và mang đến những cái vụ làm ăn lớn cho cả doanh nghiệp. Thì ngoài ra cửa sổ hay là ban công của văn phòng ấy cũng là một cái nơi vị trí thuận lợi để đặt cây kim tiền. Chúng không chỉ điều hòa không khí, làm đẹp cho cái không gian mà còn hỗ trợ khích lệ cái tinh thần cũng như là tăng cường cái năng suất làm việc của mọi người trong công ty. Thứ ba là cây kim tiền đặt trong nhà. Cái hướng tốt nhất để đặt cây kim tiền trong nhà đó là hướng Đông Nam hoặc là hướng Nam. Đây là cái hướng mà nằm ở vị trí cung tài lộc, có thể gia tăng cái vận khí tích cực cho gia chủ. Các bạn có thể đặt một chậu cây ở trong nhà, tại phòng khách, ở nơi làm việc, nơi tụ họp của gia đình, như là nơi đón tiếp các vị khách đến nhà. Thì cây kim tiền ở vị trí trung tâm này nó có thể giúp điều hòa cái phong thủy. Nó sẽ mang lại cái sự bình an, sự thịnh vượng cho cả gia chủ cũng như là các thành viên trong gia đình. Một số vị trí lý tưởng khác đặt cây kim tiền đó là gì? Trước cửa nhà, bậc thềm hoặc là hành lang. Không chỉ có cái tính thẩm mỹ cao mà nó còn mang lại nhiều cái ý nghĩa chiêu tài lộc trong phong thủy. Một số lưu ý nhỏ khi mà trồng cây kim tiền là quý vị không nên đặt cây kim tiền trong phòng ngủ, là nơi gì trung hòa cái khí âm dương.
Loài cây này có thể ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của gia chủ. Tiếp theo là cây kim tiền được bày trí trong shop và trong cửa hàng kinh doanh. Thì đối với những người làm kinh doanh ấy, thì cây kim tiền nên được đặt ở bệ cao, ở vị trí sáng sủa như là tiền sảnh, phòng chờ hoặc là hai bên trong cửa hàng. Những vị trí này thì có thể giúp cho gia chủ thu hút cái tài lộc tốt nhất, hỗ trợ việc kinh doanh cho gia chủ được thuận lợi và may mắn. Đặt cây kim tiền ở những nơi có gần máy tính hoặc là gần tường hay là nơi đón tiếp khách hàng ấy, sẽ khiến cho mọi người cảm thấy là gì thoải mái và thư giãn hơn. Thì đây cũng là một trong những phương pháp để kích thích cái tâm lý của khách hàng khi mua hàng. Các bạn có thể đặt chậu cây kim tiền ở góc phòng vừa che được những cái góc cạnh. Nó giúp cho không gian trở nên thoáng mát hơn, lại vừa có tác dụng về mặt phong thủy. Ở trong phần tiếp theo của chương trình, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách chọn cây kim tiền đẹp. Đấy. Một là chọn cây, thì nên chọn những cây có cành lá đều nhau, nguyên vẹn và không bị rách, không bị cong cũng như là không bị méo mó gì cả. Đấy. Thì ngoài ra bạn cũng cần để ý đến lá cây, nên chọn cái cây có cả gì lá non lẫn lá già, lá bên trong cao và lá bên ngoài thì thấp. Thứ hai là chọn bầu cây, thì chọn cây kim tiền các bạn kiểm tra cái bầu cây xem có bị vỡ hay là bị hỏng hay không, đất có bị xáo trộn hay không. Một chậu cây kim tiền tốt phải có bầu nguyên vẹn và gì trồng đất nơi đất tơi xốp và thoáng khí. Thứ ba là chọn chậu, chậu cây kim tiền tốt nên có kích thước to hơn cái bầu. Đấy, miệng vừa rộng hơn với cái đường kính khoảng là 8cm đến 10cm. Chúng sẽ giúp cho cây để dễ thoát nước và đủ cái dinh dưỡng để sinh trưởng một cách tốt nhất. Thì ngoài ra có cái hình dáng, có màu sắc của chậu cây cũng rất là quan trọng. Nên chọn những chậu hình vuông, hình góc nhọn, uốn lượn, mềm mại cùng với những cái gam màu theo mệnh để hài hòa về cái mặt âm dương. Thưa quý vị, thêm một cái điều đặc biệt nữa mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là gì? Khi mà cây kim tiền nở hoa, đơm trời nảy lộc thì sẽ báo hiệu điều gì? Tuy là cái loại cây dễ sinh trưởng và phát triển, thế nhưng mà để cây kim tiền ra hoa thì lại rất là khó. Vì nó cần phải đạt đủ mọi yếu tố về chất dinh dưỡng, độ ẩm cũng như là ánh sáng. Nếu đủ điều kiện tốt thì hoa kim tiền sẽ nở sau 3 đến 4 ngày. Cái thời điểm nở hoa nó có thể rơi vào 2 đến 3 năm một lần. Hoa của cây kim tiền có màu trắng tinh khôi, hình dáng thì cực kỳ là thu hút. Cái việc bạn bắt gặp được một bông hoa kim tiền nở là điều cực kỳ hiếm. Cái loài hoa này sẽ ngả vàng dần từ lúc nở đến lúc tàn, đem lại cho người nhìn cái cảm giác tiếc nuối khó tả. Vậy cây kim tiền ra hoa thì báo hiệu cái điều gì? Khi mà cây kim tiền nở hoa ấy, thì đó là báo hiệu của sự may mắn, của cái sự phát tài phát lộc. Thì vốn dĩ cây kim tiền nó đã là biểu tượng của sự may mắn rồi. Vì vậy khi mà nó ra hoa, nó sẽ báo hiệu cho gia chủ biết thêm rằng cái vượng khí và những điều thuận lợi đang chờ đợi họ ở trong tương lai. Như vậy trong ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn tất cả những thông tin ý nghĩa và tác dụng của cây phong thủy kim tiền, mang trong mình nhiều cái lợi ích cả về khía cạnh khoa học lẫn phong thủy. Dễ hiểu vì sao mà cây may mắn này thì lại được đông đảo các tín đồ phong thủy yêu thích đó. Hy vọng qua những cái thông tin trên sẽ mang lại cho quý vị và các bạn nhiều cái kiến thức giá trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.